Xin chào mọi người nhé. Miền Bắc chỗ mình lúc này thì khá rét. Mình vừa kiểm tra thì có 13 độ thôi anh em ạ. Ui, lạnh hết cả người. Và đây là bắt đầu ngày mới của mình đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị những công việc tiếp theo để cố gắng hoàn thiện chiếc LaFerrari này mọi người ạ. Đấy, ui, khá là rét. Với chú cháu mình giờ xuống đến 10 lại. Hôm nay Nhất vẫn đang hoàn thiện cái gọi là cái điểm G để cho cái phần gáo đèn này nó cố định vào. Còn nó cái đèn epoxy ngày hôm qua chúng ta cũng có đổ nhá. Epoxy thì chắc cái này khô chứ ạ. Khô rồi, nhưng mà tháo ra thì không biết lúc an toàn không. Hôm nay mình kiểm tra xem nó có chịu móng tay không ấy. Là được. Tại vì hôm qua mình cũng pha nhiều đông cứng ấy. Đây chú vẫn đang tiến hành là bắt đầu vào ray cửa, ray kính anh em ạ. Xe thật thì người ta có ray sẵn là mình chỉ việc ví dụ có mua kính về mình lắp vào thôi. Còn đôi xe này bọn phải chế từ cái ray một, mà cái ray không phải là cứ cắt hết là vào luôn đâu, tại vì là phải làm sao cho nó chế phải lên được cơ anh em ạ. Chế phải lên được cơ. Đây cái chìa khóa qua một chú đợi đây, chìa khóa thì cái phần này phần thừa đây. Ô được đúng không ạ? Chìa khóa. Chìa khóa xe máy chế easy very luôn. Vậy. Nhưng mà nó là cái gì nhỉ? Trong mét. Cái tim thôi, nó chỉ có con ngựa giống Ferrari thôi. Trong mét của chú hả? Gửi 5 mét. Vậy. Bạn ấy bảo là chú mua cái đấy mà xem. Cứ bán gì? Tức là bán đi. Có bán đây. Đâu chú cho cháu xem nào. Đây là cái sản phẩm mình hôm qua phải cất vào trong này cho nó tránh bị sói. Ô vẫn non chú ạ. Đây, anh em có nhìn thấy cái bóng tay mình chưa? Đây, bóng tay mình. Một là nó đông kết thôi chứ vẫn chưa gáo được. Cái này chưa được 24 giờ nhỉ, hôm qua là... Đây vẫn chưa được 24 giờ, thậm chí là chuẩn nó là 48 giờ cơ. Nhưng cái này vẫn chưa được 24 giờ. Chắc là mình phải để như sao cái đỏ này lại được nhỉ? Cái đỏ đông cứng nhiều hơn này. Anh em ạ. Hay là có cái màu đỏ vào nó xúc tác nhanh hơn chút. Đây là phần thừa của cái phần kia anh em ạ. Nhưng mà cái này thì mình đập rồi. Cứng rắc luôn này. Đây, róc luôn này. Đấy, này róc luôn. Chắc là tạo thêm đỏ vào. Đây cái chìa khóa chú lợi chế nhá. Đâu, chú? Đấy. Mình chưa cắt cái đây. Có bạn vẫn gửi à? Sáng chứ, tối đấy. Hôm qua. Ồ, đẹp thế. Giống chưa? Đẹp hôm qua hôm mình chế xong đây nó có hình hình như hình trái tim ấy thôi, nhưng ốp mà... nhựa không đúc sẵn rồi đấy, về mình chỉ có ốp nhựa kiểu dáng khóa xe, nhưng mà cái này nó mới có hai rãnh không, mình về mình phải mài thành xe đấy. Cứ mua thử xe có 55.000 thôi kìa. Rẻ mà. Cái này ngắn, cái chìa này ngắn, chìa của mình xe hơi dài, nó có cái dài à, ốp nhựa đấy nhỉ? Ốp mà nó ốp vỏ này mà. Nghe mình đã phải chế dưới này thì lại là phôi chìa này. Đây, ngắn rảnh cái độ màu độ mẫu xe đi thì ốp bên trên này còn là 48.000 thôi, là rẻ này. Dưới thì là phôi thì là có cả khóa rồi đấy. Tôi nghĩ là mình sẽ mua cái ốp này về này, nó rẻ mà trông cũng giống ấy nhỉ. Đó là mô phỏng theo Ferrari mà có logo đi quá. Ồ, hợp lý nhỉ, 48.000 mua cứ mua thử nhỉ. Bạn ấy bảo là mua về gắn vô cho đẹp. Cho mình kiểu triển khai làm cái đấy, cố gắng cho xong an, cái phần an trần gờ đi nhá. Không rồi này. Hả? Cái mẹ mẹ chrome á? Ừ. Xong luôn rồi. Đẹp không? Wow, anh em ơi, đây là hình ảnh từ thủ đô vừa gửi cho mình này. Phát trưng nhỉ? Đây trong ảnh, trong điện thoại thì trông kiểu đen đen. Đây này, người ta mại cả logo Lexus đấy. Anh em ạ. Đấy, ở trên bàn uống nước nhá, hoa quả bánh kẹo này. Đúng rồi, chìa khóa này. Đấy, đấy là cái gáo đèn mà hôm trước bọn mình chế cho đoạn này đi. Anh em ạ. Nhìn nó phải hoàn thiện vậy chứ. Nếu mà mình mua chrome về mình mạ à cái gì? Mua sơn chrome về mình sơn thì nó làm sao được hoàn thiện vậy được? Mấy lại mạ này nó chắc nó cứng lắm. Anh em có hình dung cái vô lăng của con Bugatti thì anh em biết. Cháu đặt cái đấy nhá. Giờ mình sẽ đặt cái ốp đấy. Bạn ăn Trần ăn hôm qua gửi chú à? Anh Trần à? Anh Trần thì cũng ham con mình thiếu cháu hay sao ấy, nhưng mà kiểu
bạn ở trên Facebook. Ok nhá nhá nhá. Rồi xử lý này đi nhá. Ok, bắt đầu công việc mọi người ơi. Đây đúng không? Đúng rồi. Ôi nhưng sao đây 90.000 chú ạ? Đây 90.000 đấy, nhưng một lần ra 90.000 đấy. Đắt quá anh em ạ, 90.000 này. Mà đây có 48.000 này. 48.000 này. Ở 90.000. Tài khoản mình, tài khoản mua chứ. Ơi ốp chỗ này này. Ô hay đấy chú ạ. Hay luôn chú ạ. Đẹp không? Đẹp, này nó quy trình như này mà. Chú nhìn xem, nó có 3 lớp này. Ừ nha, đúng rồi. Đấy à. Đây có Supreme nữa. Logo Supreme nữa nha. Xịn nha. À vậy mình cứ mua về nha. Đấy ốp kiểu này mà. À đút cái của mình vào này. Đút cái chìa vào kìa. Ốp phôi, ốp chìa vào. Đây. Ốp keo 502 vào. À keo lý gì đó. Hợp lý, nhưng sao có 90.000 ở đây, 90.000 cơ. Đấy có 48.000 đó. Số khác nhau. Số khác nhau à? Độ ferry. Ô cái này đây. 55.000 đấy. Cũng là nó đây mà. Đấy. Lần cái 48.000 cho rẻ chứ. Đó. 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 Đúng. Ê, đây đúng đúng các bạn ấy gửi đấy. Thì có cả hai quán, một loại này một loại này. Như nhau, chúng như nhau. Chẳng qua là bán khác đắt trà điên nhau. Số khác nhau. Nhưng mà như là mua nó sẽ mất ship ấy chú. À, kích cỡ M này. Kích cỡ M, mình xem kích cỡ gì. Mình xem kích cỡ gì. Đen. Cái này không có kích cỡ nhỉ. Cái không có kích cỡ, cái này không có kích cỡ không nào. Có kích cỡ M 55.000 đấy. Thôi đi. Vậy thì lấy cái 48.000 này nhỉ. Nhất nhỉ. Đó. Kích cỡ M như nhau. Nhưng mà mua một cái em ship đắt loại. Mua 2 cái mà. Mua 2 cái vậy. Cho mỗi thằng 1 chìa khóa. Xong chạy cho bạn. Mua 2 cái nhé anh em nhé. Đấy mình đang tới bước thanh toán thì mình phải quay chỗ khác. Ui dồi ôi mình có quá đơn rồi anh em ạ. 2 cái mà phí ship 50.000 cơ. Chú ạ. Mới mua 1 cái thôi. Tại vì không có mã giảm giá. Rồi mua 1 cái phí ship 42.000 này. Mày kích. Thế là một cái thôi, mua nhiều về làm gì. Tổng cộng là 90.000 rồi anh em ạ. Đắt quá nhỉ. Đây, mình vừa mua xong nhé. Cảm ơn Trần An nhé. Mua xong ở 48.000, cả ship ở 90.000 ở đâu nữa. Đắt quá. Căn tội là mua đơn lẻ, dưới 100.000 thì phải. Mình đang lấy đất để tạo phần khuôn cho mặt kính nhá. Kính đèn pha các bạn nhá. Làm kính luôn hả? Ờ làm khuôn luôn. Làm khuôn ca cho tí một ca đi nhỉ. Ờ. Vì là mình làm cái khuôn đấy đến mình đúc nhiệt a mình phò nhiệt thì mình sẽ ép một cái phần kính mica nhé. Như anh em bảo em qua mình có đọc một bình luận thì bảo là nếu mà mình làm mica xong đó mình sẽ dán phim dán phim vào nó sẽ tăng độ bền cũng như là tránh xước. Ờ. Hợp lý. Nice. Cái đất này mình để khô hết rồi, nhưng mà bây giờ mình không dùng nhiều đất nữa. Tại vì giai đoạn này không dùng nhiều. Tết sang mới mới dùng nhiều. Tắt muối rồi đi. Đèn bi cầu này. Bi là bi giả, bi gì phải không? Bi cũ phải không? Tại vì đang dùng bi cũ thôi, bi mới mua thì chưa lắp vào được. Tại vì mình đang trong giai đoạn nữa. Làm thô mà. Ô, cái chỗ này thì phải làm sao cho nó gì? Ê, cứ là bà đấy. Hả? Với bạn nó cuốn vào bà đấy. Ừ, ok. Rồi đắp cuốn. Phải đắp nó kín nó lên đúng không? Ừ. Ở đây thì bố mình đang tiến hành xử lý cho mình cái này. Nói chung là bọn mình ngày hôm nay thì làm rất là nhiều chi tiết nhỏ nhỏ. Nên là mình không quay mình cũng chả biết được. Đây. Cái đường cong này này. Đấy. Kia bố mình đang xử lý cho mình. Thì anh em phải thông cảm cho mình nhé. Làm rất là nhiều những chi tiết nhỏ. Và bọn mình là những người làm thì cũng đang rất là cố gắng để Tết này phải xong cơ bản thì còn chưa Tết còn phải đón Tết chứ. Chứ thật ra thì đấy, rất là phức tạp. Nên là hy vọng là anh em ủng hộ mình. Đấy. Để bọn mình có những cái động lực để làm. Chứ nhờ anh em lại bảo là làm vậy thì Tết vẫn chưa xong phần thô. Nhưng bọn mình cố gắng từ này đến Tết
là xong hết ngoại thất. Ngoại thất, còn nội thất thì mình không thể làm xong được rồi. Đến ngày hôm nay mình nghĩ là vậy. Ok, mình sẽ bắt đầu công việc đó. Mình đang làm sắc nét thế này, đang lấy nước ra để làm sắc nét thế này. Như các bạn thấy đấy, hình có như rồi nhưng mà chưa sắc nét được. Đấy, chưa sắc nét được. Bây giờ mình sẽ làm sắc nét này để mình lắp cái này vào đó. Lắp này vào đó. Đấy. Còn đâu làm xong cửa điều mình sẽ đến cắt này ra. Cắt này ra để cho cái đèn như vào. Mài đèn. Ôi trời. Là mình sẽ phải thiết kế cái ray thứ hai. Ray thứ nhất thì mình làm tạm tạm. Đây nha, phải lấy cái mặt bằng này cơ. Cái mặt này là cái mặt sau này là cái đường gờ kính là nó đi ở đây. Nếu mà không chung là nó sẽ bị lệch. Tất cả những cái đường này cẩn thận. Mình có hàn hai đầu để giữ lại rồi này. Đấy, những cái điểm này này. Có hàn ở cái này mình chỉ cần hạt đính lại xong bắt đầu hàn chết từng đoạn một. Cái nó dài khoảng 50 mấy phân đấy thì nó mới hết đường kính. 52, 53, 54 phân đấy. Vào khoảng. Bây giờ mình sẽ phải hàn cẩn thận lắm. Con này thì nó dễ làm hơn con Bugatti tí. Với Bugatti nó có hai mặt ray, cả mặt ray trong lần mặt ray ngoài thì nó khó hơn chút. Nhưng con này thì nó hai mặt ốp trên, còn hai mặt ốp vào thôi. Ok, cái gì anh? Khẩu trang. Ông anh mình khẩu trang chống độc. Ông anh mình có cái khẩu trang này đi làm công ty cho mình. Anh em công ty nào biết nhá. Chú Lợi. Tranh xem nào. Bình nhiều đấy anh, mấy cái đấy? Ba cái cơ à? Cái lọc luôn. Ba cái á. Khẩu trang của công ty à, nó uy tín hơn là được. Cái này đeo tầm, nhẹ nhỉ? Cái này đeo tầm ô nhẹ lắm, tầm nửa tháng lắm thay. Nếu mà cái môi trường cái lọc á? Nửa tháng là một tháng. Ô trời, xịn lắm. Cái này nó là cái đây, cái này mới đeo mình. Đây, cái mới. Nhưng mà đấy. Nó như này phải không? Ừ. Ô nhẹ đấy. Đeo à? Sao cái này làm sao? Cái này đeo dễ thở mà. Cái này là cái dùng rồi phải không? Đội lên đầu rồi. Ừ, được. Cái này vòng lần sau rồi. Đeo. Giống cái kia nhưng mà nó nhẹ. Tét luôn, đeo luôn. Cái kia của mình nó có cái cục nhựa cận nặng trịch nghe. Không, cái này nhẹ mà. Ừ, cái này nó mà nó kiểu à được đấy. Được. Cháu nhìn có vẻ kín hơn cái kia nhiều ấy. Ừ. Cái này nó chống bụi thì thôi. Cái này giặt được chứ? Bụi bóng. Hả? Giặt được. Không cần giặt, cứ hết như cháu lại kiếm nha. Đây lấy. Cái này kiếm được á? À, cái loa này. Đây cái này chỗ này thay ở mấy tháng. À đây à, nó đây à? Ừ. À. Nó đây. Lấy cả cái đấy cho mà. Chắc nhỉ. Tháo cái đấy được. Ra ngoài vặn vào hai bên đấy nhá. Đây. Ok. Vặn như này. Đấy, nhẹ tênh cho anh em ạ. Cái của mình đâu vậy? Anh lấy em gái của em nhé. Để đọ cho anh em nhìn. Cái này là của công ty thì nó thường là nó sẽ chuẩn anh em ạ. Còn mình mua trên mạng thì nó chỉ là những cái loại phổ thông thôi. Hàng xịn thôi. Ông anh mình hôm qua vào đi chơi thế là thấy mấy anh em chú cháu. Cái này đeo vào dễ thở luôn, không bao giờ có. Cây nặng lắm. Cây nặng trịch. Cái này chú phải làm mô tả cho các bạn nước ngoài xem. Chứ các bạn không biết là mình nói là nặng đâu. Giờ nhá các bạn nhá. 1 2 3. Đấy cái này nó nhẹ. Cái nó nặng. Đấy các bạn nước ngoài phải hình dung nhá. Cái này nhẹ. Cây nặng lắm. Cái này ngay chỗ này phải đeo mấy tháng. Đeo những lọc này. Như đeo ít thì... Và tem rồi. Ủa Trung Quốc à? Tem của Hàn Quốc. Ba Lan này. Ba Lan Đa. Chú lại đeo thử đi. Đeo ngay. Cái này ấy mua cái giấy cồn ấy mà vệ sinh đeo nữa ấy. Covid cô béo. Covid cô béo nữa. Không thật chứ, đeo cho sấy cho.
Nhưng cái này nó... Cái này phải mạnh tay, nó mới làm được. Không, nó có gen của nó đấy. Ừ. Nó có gen. Đúng, đúng, đúng. Cái này là được 2 chiếc nhỉ? Đó. Chú quẩy vào đi chú. Nó có gen của nó đây này. Tiếp theo cái gen này là nó cho vào là nó vào đúng. Cái này đeo uy tín luôn. Nhẹ lắm. Em nghĩ trên thị trường không bán đâu. Ừ. Kín lắm. Chó nghe thì không nghe tiếng luôn. Ừ. Ok chưa? Kín mít luôn. Nó ôm sát này. Đi, nó đẹp đây. Mới kín nhẹ nữa. Đấy, nếu mà nó rộng quá thì thiết dây vào. Cái này nhẹ, thiết nhẹ dây vào thoải mái mà. Cái này mà đeo ngoài cổ mà. À. Cái này đeo nó kiểu nó ngoài cổ mà chú. Cái này cậu phải thiết dây vào một tí nữa. Cái dây này đeo nó mềm không sợ ấy đâu, không sợ khó chịu đâu. Cứ đeo siết chặt nó vào. Xem hai cái như nhau. Nhẹ gì chứ nhỉ? Đây nhẹ nhẹ phải được anh ạ. Cứ siết chặt đây. Bên này phải gấp 3 rồi. Cái này phải bằng 3. Dễ thở. Nhẹ nhàng luôn như. Cái này phỏng vấn cảm giác như nhau. Mình đeo cái này nói chuyện chắc các bạn khó nghe lắm. Bởi vì cái tiếng này nó chỉ là ôm ôm của tiếng khẩu trang thôi. Ok, thank you anh nhá. Thùng dê. Trời ơi. À. Mô hình Sudoku. Mô hình Sudoku anh em ạ. Đấm cái này cho anh em xem luôn. Nó tiện thể không? Mới cũng mô hình kìa. Cũng mô hình luôn này. Đúng rồi. Đầu mô hình rồi. Thấy không? Đầu suy nhân rồi. Đúng rồi, anh lộ mì xì à, khui mô hình anh em ạ. Mình thì là khui mô hình từ Bắc thôi. Anh ship trên khu vực mình luôn. Ô, đầu cũng Sudoku. Ghê chưa? Đâu? Đâu? Đi chưa? Ồ, hay đấy. À, tiến anh nhỉ? Mình sẽ khui cho anh em xem nhé. Đây. Cái này mình sẽ khui cái đầu cho anh em xem. Đẹp lắm anh em ạ. Tốn bao tiền đấy? Mày khui ra đi. Hai cái này là hai đôi này. Đấy. Tao bao tiền tất cả anh nhỉ? 82.000. 82.000 ạ. Một. Yeah. Quả giữa. Anh kiểm tra giúp em nhé. Ôi, anh biết chưa giá đâu. Tay bẩn chưa bẩn luôn. Tay bẩn lắm, bẩn đâu đi nhé. Wow. Yeah. Quê cũng hơi không chuyên nghiệp lắm nhỉ. Đóng anh dụng Messi mày quê kiểu hàng máng. Mày đặt lên đầu nhá. Chân to bằng đầu không nào. Quê. To. To bằng đầu mày luôn. Cực trị. Tóc nó vuốt lên cao ấy. Qua ở nhà. Rồi mua xin. Rồi mua đi. Cái kia phải để đi kê cho nó. Ê, quả dưa kìa. Ừ. Ê, một quả dưa nhá. Cái quả dưa kia ăn được. Cái này mình để trên phòng máy tính anh em nhé. Cứ để tí nữa. Ui, chai tay vào này. Ui, cái đó ăn vỡ. Nhẹ nhàng thôi. Vỡ được. Là mua silicon này mà đúc. Anh em nào mua sản phẩm đấy không? Mình đúc cho anh em vài bộ lấy đá rẻ thôi. Lấy cái con thần quá này. Đây phải thần không? Cái đúc được gì? Thần đấy à? Ừ. Cái đúc mà. Chú Lợi ơi, về con Sudoku đẹp lắm. Con Sudoku này mình để trên phòng máy tính để edit video anh em nhá. Chẳng đâu không? Chết đâu. Con này sao cô? Con này lắp bên tay rồi đó. Đang làm cái cơ bộ tùng hàng to lắm. Mình tưởng cái gì cơ. Ừ, không biết đấy. Alita. Này,
đúc ra bằng silicone được ấy nhỉ. Nhẹ không? Nhẹ. Không nặng đâu nhỉ. Ok, cất đi để coi mình đóng hàng mình gửi đi đâu ấy nhỉ. Wow. Anh em ơi. Cái thân luôn đó. Cho hai, cho hai, cho hai. Cho hai. Từ từ để cái đít kia. Spider-Man. Wow. Wow wow. Cái này bạn đặt bao lâu nhỉ? Không biết đâu. Đặt tháng đấy. Thì là mình cũng có biết là hôm nay nó về cái này đâu. Để mình trang trí Tết anh em. Kiểu to đấy. Wow. Yeah yeah. Nhẹ đấy, con này nhẹ bao nhiêu? Chỉ hơi nặng một tí thôi. Đây tay này. Ủa, nhìn thấy một con dưới đã, ai nó nhặt nó rồi. Có áp nhỉ? Ba mua cái máy mà bà in 3D để in đi. Đúng khớp mà, phải đúng khớp. Đúng đấy. Đúng rồi. Thế là xe đây nè. Yeah yeah. Ui. Lắp lắp lên lắp lắp. Phải mua cái con voi về. Mình có chốt đi sao ấy. Ồ, đây nó chỉ có vậy thôi. Ở đấy, đây, 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 đúng, đây, đúng rồi đấy. Không biết này, không lắp được. Hay lắm chưa? Vậy thôi, nhưng mà phải tính rồi. À, đây rồi kìa. Em phải ấn được sâu nữa. Thôi luôn vui. Vi thì chất nha. Vi vui. À đây à? À đây đấy. Đéo. Không biết gì nữa. Mình nhựa anh nhựa. Mà đây đấy, nhìn mà đây mà. Ui, đẹp nha. Hay. Đặt con cho em phòng máy tính nhé. Đặt con element chuột. Nhỉ. Chất nhỉ. Đúng là chất lượng in 3D phát nhỉ. Nói lên từng đường gân này. Nhỉ. Yeah. Đây là gân gân đi, chích máu, chích ma túy là được. Kinh sơn cu. Đẹp nhỉ. Mà cái này đắt tiền vậy. Rất đắt, rất đang căng thẳng ấy nhỉ. Mất căng thẳng lắm. Đủ tức cái gì đấy. Thôi em không tiêu nhá. Chú ngồi bên cạnh em là chú gần cổ như hắn đấy mà. Ok các bạn, mình sẽ lên phòng máy tính. Tết này mình cho anh em xem cái phòng máy tính này video nhá. Vậy chứ. Chú bay đâu, chú bay đây. Chú bay đây. Ok. Thôi, cắt ngay đi để mình đóng đủ. Ok, tiếp tục thôi, làm xe thôi. Anh em thấy ok không? Đây là một cái để mình ở cái bàn máy tính khi bọn mình edit video ấy. Tết này livestream nói chuyện với anh em, cho anh em xem phòng của mình nhá. Đây là cái phần khuôn để mình tạo phần khuôn uốn nhiệt Mika. Để uốn nhiệt á? Ừ, uốn nhiệt. Uốn nhiệt thì phải làm khuôn cứng chứ. Khuôn cứng, nhưng mà đây đang nó sẽ để tạo phôi, tạo kích thước á. Tạo hình dáng, độ cong. Đấy anh em ạ, để chưa mua Mika được cơ nhỉ. Với ca trên nhà đó. Trên nhà còn á? Còn, mình biết đâu. Thế không phải mua à? Chắc phải mua một tí. Ừ. Thế là làm cái khuôn này nữa xong mình mới tiến hành là làm cái này đắp lại này. Cái hoàng này để đắp lại xong. Với lại là làm cái viền, cái G nó đàng hoàng chứ mình. Sau này đèn của mình không phải là kiểu dính đâu nhé. Phải làm G đàng hoàng ra đấy. Như xe thật đấy, như cho Bugatti đấy. Nói chung đèn mình tự chế thôi nhưng mà cố gắng phải sắc nét vào từng chi tiết một. Tao là không sắc nét thì thôi. Chứ anh nhé. Tao là không sắc nét thì thôi. Đó, không sắc nét. Nét nét càng càng lên. Bỏ 4K, 8K lên. 9K, 24K. Mình đang làm luôn cả cái đoạn hốc này nhé. Đây, mình đang dùng phần mềm AR nhé. Có mấy anh em
hỏi anh phần mềm này, thì phần mềm Formica anh em nhé. Đây, cái nhà mình mới sắm con Ferrari ở trong đây nhá anh em nhé. Đây đây anh ạ. Cái hốc này này. Đâu? Cái hốc này nhá. Mới miết anh em xem. Cái hốc hốc này này, hốc đen đen ở bên hông này này. Được. Đấy. Chưa? Hốc này nhá, em thấy ạ. Mình sẽ làm cái hốc này. Nhưng mà ôi nhưng mà ở xin cháu nhìn cái mô hình ở kia chút ạ. Nhìn cái mô hình nó khác mà, mô hình nó có cái đen đen mà. Cái mô hình đấy không cái đen đen như này mà. Đấy. Đấy sáng sáng em xem. Có phần đen đen mà. Ở chút, nó là sao vậy? Cái đen này nó là cái bên trong mình biết luôn. Biết rồi nhưng mà ở trong app thì có vậy đâu. Trong app thì nó không khó ra. Nó không rối, trong app nó không rối. App mà đặt ra. Làm theo xe chứ chú. Làm theo xe mô hình nhá. Xe mô hình trong app, anh làm theo cái nào? Nghĩa là cái này là tháo rồi. Cái này, nhưng mà thôi rồi nhưng mà ý là cái này nếu mà không mô hình thì nó là một cái khớp ở đây. Ừ. Nhưng cái này mình làm vậy khớp vậy hay là mình làm lưới để che thôi? Không, cái này nó không có lưới đâu. Có cái lưới. Này là hốc mà. Không. Tức là cái này nó là cái hốc để hút gió vào để gọi là hút khí nạp vào thì nó phải để không trong bên dưới nó. Vậy nó phải có lưới lọc chứ chú. Không, bên dưới nó có cái màng lọc dưới mà. Bên dưới nó có cái gì nhỉ? Cái lọc gió đây. Nó qua cái lọc gió nữa mà. Không khí là nó qua đây. Vậy cái này để thì nào? Cái này là hôm nào cắt cái ốp này lên. Thôi cắt cái này đi. Cắt cái này thì làm cái đấy xong. Nếu cắt mà cái này là làm. Nếu mà cháu tưởng là nếu mà làm ốp thì cái này cháu lấy khuôn cho cháu làm cái ốp bên ngoài lấp vào được. Không. Cái đấy nó liền mà liền thì mình để hôm nào mình cắt này ra thì làm nó nhanh hơn dễ hơn. Nhưng mà các bạn ở trước ấy có người bảo à cái hút gió này để đến này thì hút toàn hơi khí nóng của ống xả thải ra. Từ từ hút ở tí này. Ừ, nhưng mà sau này mình làm cái đấy là mình quạt lên đây mà. À. Hai bên. Thì có thằng máy này nó chỉ chạy được một bên thì mình lắp một bên. Ui. Điện vô là điện đó mọi người ạ, mình đã vừa mới chế tạo xong tất cả là 4 cái dây kính cho hai bên cánh cửa nhé, hai bên dài mỗi bên là cong cái dài một cái ngã, nó phải cong vậy, nó phải cong như thế này thì cái đường kính của mình nó là đường kính cong mà, thì nó phải đi theo hộp chứ nếu mà làm thẳng thì nó gãy ngay và vô tình ảnh hưởng kính gãy ngay, đó cái đường phần kính cửa là nó phải cong hình này, đi lên đi xuống mà. Ray nó vào đây nhé. Kính cửa nó cũng cong thì đi, nếu mà thẳng thì đi nó gập đấy. Mình làm mà rộng rãi như này, cái kính là cái kính cửa này làm đặt là khá là đầy đặn luôn, nó 4 ly trên 4 ly. Thì mình phải làm mà nó rộng mười một chút, xong sau này mình còn cái gioăng nữa, ép vào hai bên này, cao su để cho nó mềm, khi mình đà lên xuống kính nó êm hơn, nó đỡ bị quạt ráp vào đây. Đường cong hai cái song song cong, tức là một cái ngắn một cái dài là một bên cửa, cái dài là ở đằng sau. Đó, mình sẽ nguồn cái dây nó vào chỗ này này. Điểm nó đây. Đeo khẩu trang mới luôn. Nhưng mà tiếng thở ra như kiểu bị hen đấy, mọi người. Như bị hen đấy. Nghe thấy không? Cũng nghe đấy. Chắc cũng nghe thấy thôi. Ừ. Nghe như hen đấy. Hen quá chịu quá. Thank you.
Đấy, làm đến đâu là mọi người đến để cổ vũ tinh thần để làm cho nhanh này anh em ạ, thấy chưa? Đấy. Cố lên, cố lên, cố. Hộ đem chân tay đi không hộ, cứ ở đấy. Quanh tay, quanh tay, quanh chân. Đang lên là khuôn. Người có tiền thì ta có lối đi riêng. Đang lên khuôn cứng này anh em ạ, đang lên khuôn cứng để ép Mika nhá. Sắp được rồi. Anh thấy ổn không? À, một người có ô tô thì anh đánh giá như nào về anh những cái đèn này? Anh ổn, anh ổn, quá ổn luôn. Ổn á? À? Ok. Ổn. Ok. Đẹp chưa? Phố là đẹp chưa? Không được đẹp, không được như bên kia. Đây các bạn ơi, đây chính là phần chính sau. Hiện tại là mình đang làm này nên là hơi bụi nên mình phải đeo khẩu trang nhé. Thì ở đây nữa gờ này. À thế này, chưa cố, chưa cố, chưa cố. Ở đây cũng có gờ này. Thì mình làm cái gờ ở đây nữa, gờ ở đây nữa. Mình chạy đây, chạy thẳng đây. Đấy, đúng lắm rồi mà. Đấy, kiểu vậy. Nếu mà mình có gỡ thì sau này chết rồi, bọc bênh cũng không được. Thế mình phải có gỡ đây. Rồi bóc ra chú. Rồi bóc ra. Nhét rồi bóc này ra nhỉ. Đây là phôi thô của Khương anh em ạ. Ô, đây là kính à. Dương, có vừa không? Chắc là vừa. Đo đạc cẩn thận rồi mà không vừa đó. Đấy, đấy chưa. Anh em nhìn con gâu của mình nha, anh biết là nó nát thế nào. Khổ. Anh em đấy chưa? Kiểu nét. Anh em này. Củ đuối á. Không, bình này phải mai vừa đây. Bình này bán thêm một chút ở đây không có thổ mai đi. Để nó còn độ lắc chứ, vậy nó có lắc được đâu mà. Nó không có cái độ chỉnh vào bên trong ấy. Ừ. Nói chung là nó cũng chỉ nghiêng khoảng mấy độ thôi. Dạ. Yeah. Con cá chỉ hơi nghiêng nghiêng mấy độ. Nói chung là chỉnh một tí nó đi. Đấy các bạn thấy chưa? Bọn mình làm rất là nhiều hạng mục một ngày. Rất là nhiều hạng mục một ngày bởi thế là đang rất là cố gắng. Mình sẽ tiếp tục. Hai lớp một lớp là nó cái này trừ xuống mấy wow. 5 ly đấy. Cái kính nó bằng mép đây là vừa. Một tí xoang cao su nữa. Một tí xoang cao su nữa mà. Chứ mình phải làm đông quán cơ nó lồi lên ngoài này. Thế là tao tính toán rồi. Đây là cái gì nhỉ? Cái gò cho cái phần kính ở phần động cơ anh ạ. Kính của khoang động cơ. Mình đang làm lớp sợi đầu tiên. Đấy. Để che đậy cẩn thận không nó rơi xuống động cơ nhé. Ngày xưa là nếu mà cái lúc bọn làm khuôn mà nó chết thì bọn làm luôn được, nhưng mà càng nhiều gò thì tháo càng khó, bởi thế là hồi đấy là chưa làm. Chia ra từng công đoạn cho dễ nhỉ. Ừ, thế là
Ờ, phải làm như này nó đẹp anh em ạ. Còn nó không làm như này thì nó sẽ sau này các bạn này nó sẽ phập phồng á, hoặc là mình dính keo hoặc là dính gì nó sẽ không hoàn thiện đấy. Cái dùng nhựa, dùng kính nào, mica hay là poly? Poly đấy, cái tấm này tấm poly to đùng cái kia. Ừ. Cái lưng này phải dùng poly. Poly khác để kính đâu anh em. Nhưng mà có tội là nó cho nó giấy xước hơn rồi phải. Nó lại không giống kính. Thôi lại nha. Poly khác để kính đâu nhỉ? Mỗi tội nó không giống. Em kính này. Em ngủ kính. Đấy các bạn nhìn đẹp chưa? Đó bạn đi xa xa đó các bạn nhìn. Đó. Ôi. Rồi quay nhìn đấy. Ôi. Ôi nhìn quả đít của Ferrari này. Tôi chưa mới mình làm xong sơn nhá. Phần đít đít của con Ferrari này hơi khét chút lại nhỉ. Nhìn cái phần đít này nhìn nó nhiều cái đường co đấy. Đẹp mà. Đuôi nhầm. Đít bên đuôi. Đít nó cho chất. Gương cái này. Đấy. Chạy luôn. Sau mấy nữa mình cắt này ra. Nếu nó cắt này ra thì mình sẽ gia cố mặt bên trong nữa nha. Gia cố mặt bên trong nữa. Tất cả mọi người coi nha các bạn nhé. Đoạn này có thể nhìn được cái này. Ôi. Chỗ này về sống bị kính luôn nhỉ. Khoan này cái khe nó lỗ gì. Có làm lỗ thông gió đâu. Có đi. Chưa biết. Cái đấy tính sau đi. Làm những cái này. Đang làm chứ. Cái kính này nó là bên trong mọi người á. Tức là cái kính này nó không như cái kính của con Bugatti thì mình lắp trên lắp xuống. Con này là phải lắp ở bên trong này. Lắp bên trong này lắp vào đây nhưng mà nó đun lên là đun lên kịch rồi. Thì không khi mình làm ray vào là không tháo ra. Thì cái ray bên đây mình sẽ hàn chết nhá. Đấy. Còn ray bên đây mình sẽ hàn tháo lắp. Mỗi khi lắp một đầu vào đây xong mình ấn ray vào xong mình bắt vít. Ray bên này mình sẽ bắt vít chứ mình không có làm chết nhá. Khi làm chết thì mình không tháo được ra là chết dở ngay. Cho nên nó hơi kỳ công một chút. Thì bắt buộc mình phải làm tháo lắp. Thì đây là những cái bát. Bát này nó kết hợp cả máy bắt cái ray này và một cái gương luôn. Sau này sẽ bắt tay gương vào đây luôn. Đấy mọi người nhá. Mà mình đừng thép mỏng thôi nhá. Dùng mỏng thôi nhưng mà nó là thép nhá. Rất là cứng luôn đấy à. Úi. Nó cứng cho nên là nó mỏng. Nó lại nhẹ, đỡ trọng lượng. Đấy và mình cũng đã vừa làm xong lớp sợi nhá. Thì cái lớp sợi này thì nó đủ cứng rồi, 3-4 lớp gì đó đấy anh em ạ. Thì mình chờ cô mà mình cắt cái những phần thừa đi. Cắt những phần thừa đi, sau đó là chúng ta sẽ tiến hành là bả, mình làm góc để làm mịn. Để mấy nước bọn mình khi mà mình làm xong tất cả những chi tiết còn lại nhá. Làm xong hộp tắp ly cửa lên kính mọi thứ. Thì bọn mình sẽ thay cắt cái phần này nha. Làm phần đèn này. Mài đèn lắp vào xong. Cắt mica lắp vào. Cắt poly cắt vào xong kính. Đấy. Rồi bố mình cũng làm tiện thể làm những gờ rồi. Bố mình đang hỗ trợ làm những gờ này. Lắp cửa vào là xong. Kính chắn gió mình có rồi, lắp vào xong. Đèn pha gần xong rồi, lắp vào cũng xong luôn. Thì lúc đấy bọn mình sẽ có một cái màn trình diễn cho anh em xem. Hy vọng là sẽ rất là tuyệt vời. Đấy. Nghe thấy chưa? Còn bạn tôi chưa rất là cầu kỳ đấy. Mỗi góc một thao tác này. Góc này đang làm đèn nhá. Đánh đèn vào làm đèn. Góc kia làm cửa. Mình làm phần đuôi. Phần lưng. Ở đây làm đang làm đèn trong một lúc chưa khô phải không? Chưa khô à? Chưa khô thì làm gương luôn. Đấy anh em ạ. Cầu kỳ lắm. Đấy cái chi tiết này anh em thấy tín không? Mình đang chở kia nó khô nhá. Cái này khô này. Đấy mình vừa anh em có thấy nhỉ. Mình vừa mài.
để mình khớp cái đèn này vào. Cái đèn này hiện tại là mình đang dính một cái lớp băng dính giấy nhá, để chống xước nhá. Thì lúc nãy mình mài ấy, mình có làm lẹm mất một góc ở đây này. Bây giờ mình sẽ phải xử lý cái góc nhỏ nhỏ này. Đấy, nhưng mà đây là cái đèn của mình. Mình lắp âm vào với lại chiếc xe, âm vào bên trong một chút. Thế mà mình có làm một cái gờ bên trong hẳn rồi anh em ạ, là một cái gờ riêng. Đấy, hôm nay thì mình đã âm được vào như này. Đây mình hé hé lộ cho anh em xem tí này. Đấy, đèn trong này. Cái này lên cơ sau này làm xong hết mình mới bóc ra nhá. Cứng cắp luôn anh em ạ. Ồ, cứng lắm. Ồ, cứng lắm. Đấy, và điện bên trong nó sẽ bật ra. Cái đèn này sẽ là đèn phanh, đúng không chú? Cứng lắm. Cháu vừa làm lẹ mất một góc này này. Làm mà đục mấy khoan đấy. Nhỡ tay. Như này. Bên này, nếu mà gốc của nó thì nó thò ra nhiều quá. Thế nên là mình làm kiểu này thì nó sẽ thò một chút thôi. Xong mình chẳng cần keo chứ. Dạ, nó chắc hơn. Ừ, tính tí keo thôi nhỉ. Nhưng mà vậy cũng cứng lắm này. Đó, đèn này đèn hậu anh em nhá. Đèn này đèn gì chứ nhỉ? Đèn phanh à? Đèn phanh, đèn cảnh báo. Đèn cảnh báo á? Ồ. Cái đoạn này nữa. Còn lưới này nữa thì mình sẽ phải thiết kế một cái bên trong để cho nó, ví dụ mình nhìn qua lưới này mình nhìn thấy khung xe nhé. Cái đoạn này mình còn phải làm vậy nữa cơ. Đây lưới anh em nhìn đẹp chưa? Mình đặt ở đây em thấy đẹp chưa? Mình theo bản thân mình đánh giá là mình thấy rất là ấn tượng với cái phần đuôi ra. Khá là để máy ăn vít đó. Máy ăn vít đó. Cho đến sau. Mình theo cảm nhận cá nhân thì mình rất là thích cái đoạn đuôi này anh em ạ. Wow, không biết anh em thích sao. Mới nữa lắp xong đèn hậu vào thì chắc đẹp lắm. Đèn hậu mình có rồi nhá. Mình sẽ tiếp tục bắt đầu làm thiết kế cờ này. Làm gì đấy? Hả? Gương à? Gương. Vẽ mặt gương để bọc gương à? Cái này á? Không, cái này đang để làm cái phần khuôn mặt gương để cho nó khớp tí. Khuôn khi, mặt gương á? Ừ, khi con mà nó còn lắp làm cái hệ thống điều chỉnh mặt gương mà. Điều chỉnh được góc độ để nhìn rõ hơn đúng không? Chứ không chết phải không? Không chết một chỗ. Vậy đến cho mình đi mình mới có thể điều khiển được gương để điều chỉnh được cái góc mình nhìn được, chứ mình không, nếu mình không điều chỉnh được thì lại rất là khó lái. Nên là dùng cái này để làm phần mặt gương để cho nó phù hợp. Chưa. Hôm trước mình làm một cái kiểu nhưng mà nó kiểu khi nó xét lên nó đè lên cái giấy của mình nó bị lệch một chút form. Hôm nay mình phải làm lại phần này để chỉnh lại một tí. Gương em ạ. Đây em cắt giấy em rồi lại còn nhân hai miếng lên để tạo phần mặt gương cho đẹp. Đấy. Đây là bạn này. Đang rộng hơn rồi, mặt gương là phải tầm 1 ly xung quanh. Không, hơn 1 ly ấy. 1 ly rưỡi không có sự 2 ly ấy nhỉ. Tầm 2 ly. 2 ly xung quanh Việt là rộng hơn. Ôi giời ơi. Các bạn biết đánh gì không? Cái gì? Các bạn biết đánh gì là đánh gì không? Đánh nước. Ôi, con máy mài mini nhá. Đây nhá, mình sẽ cho anh em xem đây. Bây giờ đây là cái phần mà lưới tản nhiệt nhé. Nó có cái cây sắt này này. Thì bây giờ là mình đang mài cái rãnh để cho cái cây sắt này xuống. Cho cây sắt này xuống là mình cái này. Đây. Thì mình đặt vào là nó sẽ. Cái này mình chưa vào luôn đâu, tại vì nó vẫn còn khá là nhỏ á. Mình sẽ phải làm mở rộng cái tướng nhưng mà nó sẽ chìm xuống một tí thôi. Nó tạo thành một cái gò. Tạo thành một cái gò để nó giữ cái tấm lưới đặt như thế này. Đấy. Nếu mà mình làm đơn giản thôi, mình chỉ cần dính keo hoặc là mình bắt vít ấy thì nó sẽ kiểu không chuyên nghiệp. Nên là mình sẽ tạo ra những gò thì để cho cái cây này nó sẽ chìm xuống. Thì nó chỉ lộ lên cái lưới này thôi, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đấy, phần bên trên này thì mình cắt đi rồi.
phần trên liên quan kinh gió thì cái phần này mình cắt ra không nói, nhưng mà phần dưới đáy này thì mình sẽ làm một cái gò nhé, cả bên này và bên này thì mình mới làm được một bên này một đoạn thôi, tại vì làm cái khá là lần bắn còn bên này nữa tí mình phải để xẻ ra, tí mình là làm nốt bên này đấy các bạn. Và còn mình làm cái gò ấy thì bây giờ mình sẽ khoan xong, sau đó mình sẽ phải tháo này ra mình đắp lại một lượt bên trong, đắp lại một lượt bên trong cái đoạn mà mình khoan này, để cho nó đỡ bị mỏng, đỡ bị gãy nhé, đó, kiểu vậy đấy. Chi tiết này như vậy thôi, mất rất là nhiều thời gian anh em ạ, nên là tranh thủ từng tí một. Cái khi nó chưa khô thì mình làm cái này. Đây dùng cái phần kính động cơ chưa khô ấy, bằng cái này cho nó. Cái này nhiều khi đến cho vội lắm á, tranh thủ. Máy này khá là ok. Ôi. Cắt ra phát nhìn đố cây luôn nhỉ. Hôm nay có cái bánh này rồi anh em ạ. Làm cái tấm poly đây nhá. Cái tấm gì? Cái tấm poly, lấy tấm poly ở đây. Để cho các bạn xem. Anh em ạ. Cái bánh này rồi nhá. Cái tấm poly ở đây. Mình sẽ đặt tấm cái poly này cho các bạn gấm thử này. Có thấy không? Mình sẽ bỏ lại anh em ạ. Đó, anh em thích rồi. Đó, anh em nữa. Rắc 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 chứ. Ừ.
Dạ. Thế. Cá đâu nhỉ? Ừ, chưa. Cái này cái nào làm xong rồi. Cái này phải ok 100% mới cắt được. Tôi chưa cắt được. À, sau đó mình sẽ làm cái phần đen này nữa này. Sơn hoặc là đề can carbon màu đen nữa anh em ạ. Nha. Sau đó mình làm cả giả máy nữa, giả động cơ. Giả động cơ cho giống nữa anh em ạ. Đấy, giả động cơ bên trong như này này. Cái này chắc là để mình làm sau. Thôi, cứ tể tạm đấy đi. Ôi, ui dồi. Mình cũng đang làm cái này nữa nhé. Rất là nhiều việc luôn. Rất nhiều hạng mục. Tranh thủ quay đoạn cho anh em xem. Đây này. Vừa chạy được chỉ hai bên này này. Cái này mình vẫn phải tiếp tục mài. Mình cắt kia đi để mình bả vào cho nó thời gian nó khô. Đó nhỉ. Mình có này bắt vít mà. Cái này nó là bắt vít bắt ốc mà. Ở xe thật đấy. Nó bắt ốc vào mà. Chứ nó không phải là dính đâu. Cái này là tấm này đang bẩn mọi người nhá. Mình làm xong mình sẽ sạch đi xong mình dán phim nữa. Dán phim nữa. Đây là tấm poly. Poly carbonate. Được đấy anh em ạ. Nói chung là rất là nhì nhàng anh em ạ. Mỗi một chi tiết nó đều có cái độ khó nhất định. Rất là muốn cố gắng gấp rút đẩy nhanh tiến độ để mình hoàn thành nốt nữa. Cái xe này trong năm nay không phần ngoại thất trong năm nay để mình còn tính ngày sơn cho anh em xem đấy. Làm cái gò này thì nó mới hoàn thiện được anh em, chứ không nếu mà mình anh em đi lại gần nhìn thấy cái gò nó không có gò nó kiểu hơi hợt ấy, nhìn nó không được kiểu tốt. Mình nghĩ là không nên như thế, bọn mình đang làm rất là cố gắng. Mình khoan qua một lượt, sau đó mình mài lại. Mài tay để cho nó gọi là nó không bị kiểu gợn gợn ấy. Mài hết cái bà bia nó đi đấy. Này ngoài cái cửa cái máy đau đầu anh em thấy cửa kia thì cái ray đấy, cái hành trình của nó phải theo kiểu đó, nó phải lên được cân đối cơ. Viền lệch lệch một chút là kính nó xoắn được mà. Cái này chỉ có cái kẹp kính mình chế. Kẹp kính. Cái tay kính của mình không có kẹp. Xe mình đặt ngoài không. Đặt nhà máy kính người ta không có cái kẹp đó. Chấp nhận đi. Cái kính nó không có kẹp mọi người ạ. Giờ mình sẽ phải chế nó đây này. Đấy, cắt những tấm này ra để mình kẹp xong mình cho keo vào giữa. Thế mình sẽ bắt vít vào để cho nó có độ kẹp vào chắc hơn. Nhưng mà cái độ trơn của nó thì chắc là mình phải mài qua. Đây. Cái này nó không có cái kẹp để bắt. Thì bây giờ chắc mình phải là mài qua để tạo ma sát. Mài kính á? Ừ. Mài nó như nào tạo ma sát để cho keo vào đây. Xong là mới kẹp hai cái đấy vào đây. Mài kính vỡ đấy chú. Đâu, mài sát sát đi như vậy đi. Mài không? Mài được mà. Thật. Chỉ hơi gọi xước chứ không phải là mình mài. Mài như thế nào nhỉ? Không phải là mài gỗ à. Biết cái loại này mài có đi không cơ? Bởi vì nó là kính cường lực, sợ nó vỡ như hạt ngô rồi mới là nguy hiểm. Thế này kính gì? Kính này nó chỉ là kính gọi là kính cứng hơn kính thường tí thôi. Anh cứ bảo mà. Chứ không phải là kính cường lực. Đâu cái kính cũ đâu chút, kính cũ kẹp đâu đấy các bạn. Hình như các bạn hình dễ hình dung hơn. Cái kính cũ đang ra mình mà tháo cái kẹp thì cũng được chú ạ. Nên thì cho mình làm cái bộ này em không cảm nhé.
Được không chú? Em vào đây xem nào. Nó có kẹp này nè, cái kính này kính hãng thì có cái kẹp, còn nó kính này kính mà mình tự chế, nhà máy chế cho thì đây nó có cái kẹp này cơ mọi người. Thì cái kẹp này mình có hơi nhưng nó không ra đây nè. Đây người ta tự tạo ma sát vừa mà. Vừa chúng có khò rồi phải không? Khò nó không ra. Khò này khò thì nó chỉ dẻo cái nhựa này thôi. Bên trong lõi thép nó không làm gì được. Cái này mình sẽ phải thiết kế riêng cho nó thiết một kế bộ kẹp này. Kính cũ này mà đây. Khớp lại hợp lý quá nhỉ. Mình sẽ kẹp như này. Nhưng mà mình sẽ cho keo vào trong lòng này, keo mềm ấy, không phải keo đây nó cũng, đây người ta cũng sử dụng keo mềm ấy. Nó như kiểu là cao su nó cao su đó. À. Mình sẽ phải kẹp vào đây và tránh trường hợp nó bị long cay là mình sẽ có một ốc nữa xuyên qua đây để vít lại cho nó có độ cứng hơn. Thiết kế là như vậy, nếu thành công thì chắc chắn nó sẽ được. Quan trọng là cẩn thận vỡ kính. Đấy các bạn nhé, thì nói chung là mình còn rất là nhiều những cái chi tiết để cần phải hoàn thiện. Đấy, hôm nay thì các bạn có theo dõi vlog của mình ấy, làm tùng lum luôn. Từng chi tiết, từng góc, từng nơi một, chỗ này chưa xong thì bọn mình sẽ tranh thủ làm chỗ khác nữa. Kiểu vậy, để cho nó, như chỗ phải chờ khô này, mình làm chỗ khác. Rất là nhiều hạng mục, bọn mình đang rất là cố gắng để làm sao mà kịp hoàn thiện. Kịp hoàn thiện cho anh em xem. Còn bây giờ thì chắc là mình cũng xin kết thúc vlog này ở đây. Tại vì video khá dài rồi, với lại là bọn mình còn phải làm việc nữa. Bọn mình kết thúc vlog này, đăng lên cho anh em xem. Và bây giờ thì hiện tại là bọn mình đang làm việc đến 8 giờ, 8 rưỡi. Có hôm thì 9 giờ mới là xong. Nhưng mà bọn mình không thể nào quay video nữa, vậy không live stream được. Bây giờ bọn mình sẽ phải tập trung rất là nhiều. Anh em ạ, ok, cảm ơn rất là nhiều đã theo dõi vlog của mình nha. Nhớ đăng ký kênh cũng như là để lại comment của các bạn nhé. Bọn mình có thể thời gian nào bọn sẽ vẫn đọc qua anh em nhé. Bye bye mọi người.